cảnh giác những hình ảnh ma quỷ đưa ra để cám dỗ những người trẻ tuổi. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcisms.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary Number no. 158: Satanic Image Tempt the Young nghĩa là nhật ký trừ tà số 158, những hình ảnh Satan cám dỗ người trẻ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một phụ nữ trẻ gọi là Kê, gần đây đã được giải phóng khỏi bị quỷ ám, tạ ơn Chúa. Nhưng Satan không cam chịu một thất bại nặng nề và hiện đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát những người đã từng bị quỷ nhập trước đây cần phải cảnh giác và sống một cuộc sống mẫu mực không có bất kỳ sơ hở gần đây kê đã định tắt máy tính và rời khỏi phòng thì một hình ảnh tự động hiện lên trên màn hình đó là một bức ảnh quyến rũ của một ngôi sao nhạc pop ngôi sao nhạc pop này đã thừa nhận thực hành ma thuật và âm nhạc của cô ấy có những lời hát mang âm hưởng satan trước đây kê là một tín đồ của âm nhạc satan biết điểm yếu của kê của chúng ta và dùng chúng để săn đuổi. Tôi thường được hỏi về những nguy hiểm có thể xảy ra khi xem các bộ phim, chương trình truyền hình miêu tả tích cực về tội ác hoặc phù thủy. Các bậc cha mẹ cũng hỏi về con cái, họ nghe nhạc kích động, chói tai hoặc nhạc có chứa thông điệp về Satan. Ai đó có thể bị ám khi làm như vậy hay không? Trong những năm gần đây, một số thanh thiếu niên đau khổ đã đến gặp tôi cùng với cha mẹ của họ để cầu nguyện giải thoát một điểm chung giữa họ là gắn bó với những buổi biểu diễn và âm nhạc đen tối như vậy. một số thanh niên mắc chứng ma quỷ này đã đi xa đến mức xăm hình ma quỷ lên cơ thể hoặc trang điểm và mặc quần áo giống người gò. kinh nghiệm của chúng tôi cho đến nay cho thấy rằng thực tế chỉ nghe nhạc như vậy hoặc ăn mặc theo phong cách đen tối như vậy sẽ không tự động dẫn đến việc bị ma quỷ khống chế hay chiếm hữu. nhưng những hành vi như vậy là một phần của bức tranh lớn hơn đầy rắc rối. Sử dụng âm nhạc và chương trình biểu diễn đen tối là dấu chỉ của việc họ đang rơi dần vào thế giới đen tối nói chung. Một số những người trẻ tuổi này đang thực hành ma thuật, bói toán hoặc các hành vi huyền bí khác. Những người khác tham gia các nhóm liên quan đến tâm linh thời đại mới. Âm nhạc và video đen tối đã nuôi dưỡng tâm trí họ bằng những thông điệp xấu xa và củng cố mối liên hệ của họ với ma quỷ. Thủ đoạn của Satan trong trường hợp của cô Kê là dụ dỗ cô qua sự ưa thích của cô với một ngôi sao nhạc pop có nhiều vấn đề là một lời cảnh báo cho mối nguy hiểm khi đón nhận những hình ảnh từ thế giới bóng tối. Là một nhà tâm lý học, tôi hiểu thành thiếu niên muốn nổi loạn chống lại xã hội đã được thiết lập. Có rất nhiều thứ trong thế giới của chúng ta đã trở nên tồi tệ, nhưng tuổi trẻ của chúng ta nên cẩn thận với việc kết hợp mình với ma quỷ là kẻ đã dẫn đầu cuộc nổi loạn ban đầu y đã khôn ngoan ném đi bộ sưu tập âm nhạc và kỷ vật của ngôi sao nhạc pop của mình. Cô đã học được bài học khó khăn khi bị ác quỷ tra tấn. Đối với cả người trẻ và người già, chúng ta nên lấp đầy tâm trí mình bằng những hình ảnh và thông điệp nuôi dưỡng con người mà chúng ta thực sự muốn và được kêu gọi trở thành.